xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào nữ nè, xin chào các bạn yêu, xin chào các bạn yêu. Hôm nay ăn bánh pizza với cô gì? Thịt heo. Thịt heo. Pizza, bánh pizza thịt heo. Bánh pizza thịt heo. Ừ. Thèm ăn quá. Xin chào cả nhà yêu. Xin chào cả nhà yêu. Cả nhà ơi, hôm nay ăn bánh pizza đơn giản cả nhà. Đi. Nè, đi ăn đi, đi nói thèm nè. À, mình mua ba, trời, ba Vi mua hai loại cả nhà. À, cái này là loại bánh pizza thịt heo dạng như thịt nướng á cả nhà. À, sao vậy? Còn cái loại này là loại phổ thông, loại bình thường phổ thông. Đó. Đấy. Cái tiệm bánh pizza này cực kỳ ngon luôn. Gần nhà mình á cả nhà. Rồi bây giờ ăn thôi. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Thật sự hôm nay là biết thật sự hôm nay là mình buồn cho nên là ăn bánh pizza luôn. Ngon không? Ăn ngon mẹ không? Ba Bi ngon không? Ngon. Dạ ngon. Ngon. Dạ ngon. Ngon em nha. biết cái từ nhà bà con nói lên đỉnh thành ăn mồi cá chứ không dùng thân ăn chứ cái mẹ đem sắm mồi cắm phết cho mình cả mà mà đang cho nên popo cũng chả nhé á bố bán ra vừa rồi mà giờ tại sao rồi tại Bi nói hôm ba Bi nói hôm qua là ăn mắm guốc á miễn hôn 3 ngày á, Bi nhắc là hôm nay mình không có ăn mắm ruốc nữa. Ăn cái này là ba sẽ hôn mẹ, kêu ba hôn mẹ đi. Ở đây. Ờ, để mẹ nói. Mẹ là con nói cho nó. Ừ, con nói gì? Nói hồi nhớ đó. Nói để nói cho mọi người nghe là hôm nay sao mà không nấu cơm mà ăn bánh đơn giản vậy. Mình mất Facebook rồi cả nhà ơi, Facebook mình bị chặn rồi. Mình giờ mình không vô được Facebook á, rất là buồn luôn. Buồn rồi không nấu cơm ăn luôn. Mua ba Bi chạy đi mua bánh pizza vậy. Không có Facebook chơi buồn quá Bi ơi. Yeah. Không có biết là có lấy lại được không cả nhà, tại vì Facebook á lúc này á cái kênh của mình nó bị cái trang Facebook của mình ơi bị nhiều người lấy clip á, lấy video của mình đăng tùm lum hết trơn, giống như làm mấy cái trang giả, trang fanpage giả cả nhà. Rồi rồi lấy clip của mình đăng để bán hàng này nọ tùm lum, xong rồi á mình báo cáo á. Cái không biết sao mà kêu nhập lại cái nhập hai ba lần cái làm mất luôn cái Facebook, chặn luôn, mình không vào được nữa đó. Rồi bây giờ cả ngày không có Facebook từ đêm hôm qua tới giờ cả nhà. Còn không biết là mình ba Bi nói là sẽ mở ra lại cho mình được, nhưng mà mình cũng gầu không biết sao, tại Facebook mình không được vào cái trang page luôn, giống như hai trang nó kết nối nhau mình không có vào được luôn, vào bên máy ba Bi cả nhà. Rồi cũng gầu tại vì hình ảnh này kia mình đăng vào đó giờ nó mất kỳ, buồn. Cô chú ơi, hôm qua mẹ không có của mẹ Facebook nên mẹ khóc, mẹ buồn. Khóc rồi nào? Buồn hổm. Hổm à? Nó xạo mới mất quà nó bữa hổm. Bi cái gì cũng xài bữa hổm cho cả nhà. Hôm qua hôm kia cũng xài bữa hổm. Sao bao phút trời? Không có like ảnh cho cô chú được. Hình ảnh với Bi nữa. Đầu chứ sao? Có một cái duy nhất rồi. Thấp ạ. Ừ. Mà phê sẽ bù hộp sơ cho sơ. 챙겼어.
sao chim cà chứa? Ừ. Mẹ nhớ mày đi đâu nè. Nhớ mày, người sống qua nha. Con la cho. Sao không biết người xấu mà la? Tại người xấu lấy video của mình đăng lung tung á, mẹ báo cáo nó mới bị vậy đó. Mà biết người xấu là ai đâu mà la. Bi nói là để Bi la người xấu cho. La. Nhiều người ngộ á, bỏ công thời gian ra để lấy video của người khác đăng, làm ý như mình vậy. Trời ơi, lấy hình của mình đăng nữa nha. Lấy hình của Bi đăng nữa. Nói kiểu cách y như là trang chính chủ vậy đó. Mà có thời gian á để là để lấy video của người khác làm vậy á, thì cái lấy cái thời gian đó để mình làm cho mình một cái trang đi, rồi mình tự chơi thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mà không chịu, cứ gình gình lấy của người ta. Có những cái clip á mình mới đăng bên YouTube á, mới đăng được mấy phút sau thấy cái trang giả mạo đăng bên kia, trời ơi ấm ức dễ sợ luôn á. Mà ấm ức muốn gần chết luôn á Bi. Đăng mà nói gì chán như mẹ vậy đó Bi. Không. Ừ? Không. Mà mọi người biết không, đâu phải á, báo cáo nhanh đâu. Nhiều lấy nhiều clip á, báo cáo lâu gần chết. Báo cáo từng cái clip nó lâu. Mà cứ lấy lại làm tốt thời gian. Kiểu như ăn rồi á, ngồi chờ trực báo cáo rồi. Mình có tật nha. Ai làm gì mình á, mình ấm ức cái là mình không nói được mà mình khóc. Kiểu như là tức quá không nói được mà nước mắt nó rơi rơi rơi. Ba Bi thấy ba Bi sợ. Có cái chuyện gì là không có nói nhiều. Tự dằn vặt trong người. Cái vị của thịt nướng á, cả nhà thịt heo nướng á, mình thấy thích hơn, ngon hơn là cái này nè. Cái này á là cái phổ thông à, nó không ngon mà cái này mỗi lần mình ăn đó là mình ăn cái này thôi. Có vị khoai lang gì này kia ha. Cái này có thịt nướng nè, rồi nói đi thì đang nói nè. Baby sợ clip gián đoạn không nói chuyện buồn, cả nhà cứ thấy im im đi, nói đi mày, nói đi mày, nói chuyện đi. Có cái gì kêu bằng xúc xích đó cả nhà. Phết. Phết. Phết gì mà phết? Phết. Không. Bên nó phết. Phết là cái mặt nạ cả nhà. Hôm cái kêu là dán phết. Xạo dễ sợ, điểu. Điểu quá à. Ăn đi. Giờ gây của thầm gây quẹ. Thầm gây. Mất hồn rồi sao? Ăn hết không? Dạ. Ê. Ừ. Hai cái bánh như vậy, ba Bi mua 17 ngàn của anh cả nhà. 340 ngàn. No. Bi cứ kêu ba bóp hôn mình hoài à. Bi là cái tốt hay là phái hôn? Không được. Không được. Sao vậy? Không được. Sao vậy? Không có chút à. Ha. Giờ tới phần ngán cả nhà. Ngán quá ngán. Cái này không ăn được nhiều. Không có gì hết trời.
Vị cò đen. Nước nước. Mẹ mìn với á, mẹ mìn. À, được rồi, được rồi. Mẹ mìn. Lên mà xin nước mặt cho. Để không có mặt cho. Nhưng chưa dặn kìa. Bây giờ mày ăn gì? Mì cay cho cho. Mì cay? Trời ơi, sao ăn mì cay hoài vậy? Sao này tốt cho. Sao này tốt cho. Ngày mai sẽ nấu món gì ngon ngon ăn cả nhà ơi. Ba không thích. Mẹ không thích. Ba thích. Mẹ không thích. Sao vậy? Mẹ, con mì cay không thích. Ừ. Ba ơi, con mì cay thích. Mẹ ơi, con mì cay không thích. Được rồi đó. Ba ơi, con mì cay thích. Thiệt tình luôn. Được rồi. Con mì cay không thích. Cái này là cho đi đi, đi làm gián điệp được à. Ba ơi, con mì cay thích. Được rồi, được rồi. Cái này cho đi làm gián điệp được nè. Thiệt tình ạ. Đang nói là gì? Gió chiều nào xoay chiều đó đó Bi. Nha, không vậy nha. Ngày mai để nấu gì ngon ngon cây cây ăn cả nhà ơi. Ăn cái này ngán quá. Bi, ba Bi đòi nấu gì cây cây. Tại chắc cô chứ. Hôm qua à, cho ăn canh củ qua rồi. Hôm nay là ăn bánh mì cho hai ngày liên tiếp. Củ qua hả? Cái gì mẹ? Canh củ qua đó, hôm qua mình ăn cái đắng đắng đó. Với là ăn xoài đó không? Hai ngày là ba Bi không thích rồi, để ngày mai á sẽ nấu gì ngon ngon ăn nha. Học phải biết tới tụi anh pizza món quá chứ. Ăn xong chưa nè, chào chào tạm biệt cô chú đi rồi mình ăn nữa, mình ăn hết cái này rồi. Ừ rồi, con chào tạm biệt cô chú đi. Không phải mà. Vậy cái gì? Chùi tay ha. Chùi tay rồi chào nha, để mình chùi cho. Cái gì? Trời ơi. Được chứ, con đây nè. Ê, trời, dọn dẹp luôn á nha. Con đây. Gả được ra ngoài gả nha. Hả? Trời. Ngày mai Vi đám cưới nha. Dạ. Biết đám cưới là cái gì không? Ây cô. Ba thằng ta không biết đâu. Biết đám cưới là cái gì không? Dạ. Biết đám cưới là cái gì? Hả? Đám cưới là cái gì? Thôi chứ. Ừ, biết luôn á. Một, hai, ba. Xin chào tạm biệt cô chú bà bái tiếp theo. Hôm nay muốn nói thật một nữa nên con hơi một nữa nha. Bà bái bắn thêm cho con nhiều. Rồi hôm nay quay đến đây thôi cả nhà ơi. Bắn thêm cho con nhiều. Bye bye.